Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối khóa với app. Đầu tiên mọi người tải app TTLock, đăng ký tài khoản và đăng nhập vào. Rồi mọi người sẽ bấm vào cái dấu cộng để thêm khóa ở giữa, hoặc bấm vào bên này, chọn thêm khóa, chọn khóa cửa. Rồi lúc này mọi người sẽ phải chạm cho bàn phím của khóa sáng lên. Please add a Bluetooth administrator. Bấm tiếp theo. Rồi ở đây nó hiển thị dấu cộng là cái khóa đang sáng nè, thì mình bấm vào thêm. Administrator added successfully. Rồi sau đó mọi người đổi cái tên để mọi người dễ quản lý. Rồi mọi người bấm OK. Rồi. Để có thể mở khóa từ xa thì mọi người cứ bấm vào ký hiệu này. Unlocked. Rồi, mọi người lưu ý là trong quá trình kết nối thì phải bật Bluetooth lên nha. Locked. Unlocked.